Thưa quý vị, sau 2 năm khẩn trương xây dựng, sáng nay công trình cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý đã được khánh thành, chính thức đưa vào sử dụng. Đến dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Công trình cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý được khởi công xây dựng ngày 29 tháng 3 năm 2020. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng 29 tháng 3 năm 1975, 29 tháng 3 năm 2022. Công trình cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý được xây dựng tại vị trí nút giao thông cửa ngõ xung yếu của thành phố, là công trình giao thông phức hợp bao gồm hầm chui, đường và cầu vượt, được đầu tư đồng bộ cùng với hệ thống tổ chức và giám sát giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí và cây xanh cảnh quan. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông tại cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố, giải quyết được tình trạng kẹt xe trước đây, tạo nên một trục giao thông hoàn chỉnh kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng và khu vực biển phía đông thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức giao thông mạng lưới đường đô thị cho khu vực trung tâm, đồng thời cũng là một điểm nhấn về cảnh quan của thành phố ở phía bờ Tây sông Hàn.